hai là cái bò la mỏ toàn lời bay nè mà chó chó bò la thử thử ba cá biệt tận môn khi dân số nhóm thà tao nhóm ai lên khuôn mà nó đời xa tao nhóm mà đăng các khuôn kê lên mấy dân vì đó ní dân là mà lên u cho nụ sân nà cái khá sốp lên u nhóm ngày nâng bôi dân nâng lên u hay krom đằng pi nâng bạc cuột kia krom visa bot hay chỉ mua nâng visa talent bà sân chỉ krom mua nè chanh quát đồng ra áo thơ vi tao mà tận chôm kia chỉ mua kia còn nâng hò vi tao ngay rồi lồi mẹ mẹ lồi chai ra áo nè OK, vì thi lên game U nó cứ ở mấy bà thế. Mà Krom quạt chỉ nè attack, mà Krom tiết quạt chỉ nè defense. Krom attack quạt thử phở xâm lên quạt U là hốt là đau đạch shot. Nên bây giờ đạch shot bà này thật quạt chẳng. Đầm bây nè quạt thử U từ 3 kháng Krom defense. Hay quạt thử hốt mà hốt sai tì quạt hình bởi sân quạt hốt đo. Một đằng kháng quạt đạch quạt chỉ nè. Game này dương đằng lên 2 round. Bởi sân chỉ quạt chỉ nè đà attack quạt chỉ nè đằng defense. Bà này Krom mùi nâng quạt chỉ nè mô. Tỏ, let's go. Cúc sai, cúc sai. Lấy những phái làm bấy hồ than là cái u môn là cái xe u môn đó chạy đi ủa sao đấy sơ hồ than chạy việc xa hồ đất phá không OK OK nice nice. Bố nó đang thoát video rồi. Hai. Đã sang bên khăn láng rồi này. Nào kì, mình đi muốn nè. Ơi chạy đi. Đo mình đi. Mà mày bay chân, mà bay chân, mà bay chân, mà bay chân. Mà đó ba là phí đó ngon bạn. Ôi cười khá. Hai là cái bộ la mỏ toàn lời bay nè mà chó bộ la thử thử ba น่าเล่นมือเดียวกับล้างเวทโก้ยังแล้วท่านอะไรมนจัสมินกับใบอ่ะช่วยช่วยจัสมินเฮ้ยจำโชว์ไอ้ส้มสูเออแผลมวยอะทำตีนทำตีนเขาอุ้มเอาแวะดิเอ้ยใจเอ้ยอดปีเนี่ยอดปีเนี่ยอดบ้านปะบองไอ้สุริยจ้ะทามเอออดปักโมงไงปักหลวงพ่อมวยไอ้ยัยดอกสบู่มาโอ้โหฮะตรงไหนตอนเล่นน่าใช่Hey!
chân ơi chân nữa luôn chân nha này chua nè chân đó nè nè chân đó nè sai à ok chân vẹn mùi nè là xe cứ crom vi giả bó ôi chọc bòi là cái thổi quỳ rồi bọc mỏ hai là kê ok พอสองข้างพอสองข้างบ้างพอสองข้างพอสองข้างขอดเอาเลยชอบจับติดชอบไม่ได้ไม่ได้นั่นเนี่ยจะบ้าจดจังยังตาเฉยต้องไอ้กอดปูไอ้ตัดไอ้จังไอ้ติดจำยังจังจัดโอ้นั่งดังทอดพี่ดอมาตัดอ่ะจับจับหายเลยโอเคจังวิดีโอนี้บานเคยไงเนี่ยได้จังคือปู่គាត់មូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះឡើងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យពូគាត់ចាញ់ហើយពូគាត់បានធ្វើវីដេអូវិញដោយសារតាមរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញពូគាត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូមែនទែនដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបង្កើតហ្គេមនេះឡើងដើម្បីឲ្យពូគាត់ចាញ់សង្ឃឹមថាពូគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូវិញយ៉ាងអ្នកនរគ្នានឹងជួយធ្វើសរសៃពូគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើវីដេអូ7ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តវីដេអូបែបនេះឬក៏ចង់ជួយ support ពួកយើងអ្នកអាចធ្វើបានបើសិនចូលចិត្ត content ណាចុច share content ទៅអាហ្នឹងវាគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយក៏ដូចជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងដឹងថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្ត content បែបនោះហើយយើងនឹងបន្តធ្វើវាទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាមួយខ្ញុំហេមសានៅវីដេអូក្រោយបាទ